Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có gần 14.300 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Trong đó có hơn 4.200 thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, chiếm 29,6%. Số thí sinh chỉ tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng là 528 em, chiếm 3,7%. Còn lại, hơn 9.500 thí sinh tham dự cả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các trường đại học cao đẳng, chiếm 66,7%. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hưng Yên dự kiến sẽ diễn ra tại 31 điểm thi với 610 phòng thi. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị các địa phương, các nhà trường cần thực hiện tốt phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức dạy học, ôn tập với các hình thức linh hoạt, hiệu quả để đạt được kết quả cao trong kỳ thi tới đây.